Việc hành thiền, đi kinh hành, đọc kinh hay làm thiện rồi hồi hướng cho người thân đang bệnh, liệu có hiệu quả không? Và nếu hiệu quả thì phải làm cách nào cho đúng cách? Thưa quý vị, khi chúng ta làm các cái điều phước thiện mà chúng ta hồi hướng cho người thân, dù cho người thân còn khỏe hay đang bệnh, thì điều kiện để mà vị đó có thể để có hiệu quả đó là vị đó phải biết được. Phải biết thì mới hoan hỷ. Nó có hai điều kiện. Một là phải biết là quý vị hồi hướng phước cho họ. Cái thứ hai là người đó phải hoan hỷ. Thì khi có hai điều kiện này đó thì mới có hiệu quả. Còn làm như thế nào thì nó rất đơn giản, chỉ cần quý vị đến nói là hôm nay con làm phước đó, thì con hồi hướng phước cho ba, cho má, cho ông, cho bà, cho anh, cho chị, cho con. Thì chỉ cần vị đó nghe được và hoan hỷ thì vị đó sẽ nhận được phước hồi hướng. Còn nếu như vị đó không biết thì không nhận được. Nhớ dùm nha, không biết thì không nhận được. Ví dụ như bây giờ quý vị làm phước ở đây, quý vị hồi hướng cho người thân quý vị ở Mỹ, ở Canada gì đó, hoặc là cái người bệnh mà họ đã hôn mê rồi, coma rồi, thì khi quý vị hồi hướng như vậy, cái người bệnh đó, họ không nghe được thì nó không có hiệu quả ha.